Hello anh Tấn nha. Hả? Tính dài. Thái mình có khoảng độ đâu đó là 1, 2, 3, 4, 5 tim kìa. Bên phải thì mã tìm Bên nha. Mình phải có một đếm, tim đó. đếm thế rung rung rung. Không, đếm để mình Không biết rung, không rung, còn đếm thôi. còn chia xem là ăn bao nhiêu mạng mỗi người nhé. Ui, đếm Ê à, bọn này bay xuống Yeah, trước ui kìa. ui ui. Bọn này bay lỗi Chơi rồi. nhà 2 tầng luôn Một team được. bay lỗi rồi, một team bay lỗi rồi. Mình lấy luôn cái nhà ngang dài ấy. Dài đây à? Ui Ôi, nó lấy trước rồi, nó lấy trước rồi, té thôi. Mọi người chết hết à? Ôi trời ơi. Trong nhà còn 3 thằng. Quay lại không nhờ? Thôi 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 đi nhờ. Đi nhặt nó đi, nhà đi giáp, nhặt nó. Nhà giáp, nhà giáp, nhà giáp đi, nhà giáp đi. Mình vẫn sống sống tốt. Nó đông lắm. Phép tăng hình cho nó đỡ hết. Được rồi. Mình ở voi chạc kìa. Mất mất rồi. Số 3 mất mic à? Hay bị vậy ui, hôm nay. Có người luôn kìa. Ôi, đóng luôn. Ôi, sao sao sao. Cút. Đông. Giáp đông. Đùng thế nhở? Mẹ. Người đông như kiến cỏ ấy. Nhìn nó bay ạ, nhìn nó bay lỗi nhá, mà sao nó vẫn xuống trước được mình ấy, giỏi thế chứ lại. Nó người nặng hơn. Chắc thế quá. Ui trời ơi. Đúng thế. Nào tới đây. Tao đếm từng thằng một nào. Thấy rồi. Ê, một team thằng quay mình mà không dám. Help. Đi đồng. Team bên này luôn ạ. Mọi người vẫn sống ổn không? Ủa, chết số 2 rồi à? Một tim quỳ. Không nhỉ. Đúng nhà con người luôn. Ôi rồi, lại một buổi chiều tan nát rồi. Boom. Không có kỳ để mà bay qua giết nó. Bực ghê. Sao thì có sao. Cũng được 4 viên ngọc rồi kìa. Thêm viên nữa là to luôn kìa. Ui, và ai nồi ạ? À, quả thủ kinh thật đấy. Thử xem sức chịu đựng của ai được bền hơn.
chán được người. Kịp đấy. Bên nào trước đây? Được. Anh vô đây này, để em ngoài này. Ôi, team mình đi cùng nhau luôn. Trời ơi. Có, em ngồi ngoài này, em núp trong đây, anh vô trong bên kia. Không cần. Bọn nào đến đây mình vã luôn. Mình có hai con cáp su đây. Ao nãy giờ ao chưa không thấy. Chưa ao. Vì vai đồng đội này. Bay ở trong luôn. Mấy bạn ấy bay xuống đây rồi. Có đi bắn nhau không? Kéo đi, xuống đây đi. Xe đi quấn. Ê, lấy xe đón số 3 bay giữa đồng kìa. Ủa, số 3 sao lại bay đấy? bà đợi thính không rồi? Không sao. À, đợi thính hả? Lúc nào mà đợi lâu á, quá cứ vậy á. Cứ đi thôi, đi long quăng thôi. Kiểu gì đó. Nó thấy mình gọi rồng đây, nó chả đi ra, nó săn mình. I need a weapon. Cứ chạy vòng vòng đi. Chờ cục thính nó rơi xuống, cho số 3 lút cục thính đang. Xe bên trái. Cắp xuống. Ok, đơm luôn. Đâu à? Mất con phò nha. Nó phóng đồng tiêu rồi. Ôi kệ nó. Mình watch out. Mark the location. Ôi. Ở trước mặt. Hay. Nóc 2. Rồi, 2. Clear rồi đấy. Gạt đúng người quá. Mẹ nó. Này gạt đúng người quá. Chơi mà chơi gạt ạ. Thái trưởng thật. Bó tay luôn. Ui, bọn này nó giàu chứ. Toàn MG thôi. Nghe Loja nữa mà. Ừ, đây MG này. Trời. Có xe. À, xe đồng đội mình. Đốt đồ á. Để hoàn xác thịt thôi. Thôi đi chung thôi. Mất số 3 rồi. Số 3 đúng nhỏ luôn ạ. Vừa mới hồi sinh lại giờ lại chết. Phi công gì mà nhặt nhiều phi công nhỉ. Mình ảo tưởng sức mạnh rồi. Biết ngay mà. Mình gọi rồng đây là kiểu gì bọn nó cũng tới mà. Nói đâu sai đâu. Để kiếm xét cái Roja. Roja xét này. Đi vào số 2 thôi. Xét của hàng Roja ở đâu anh nãy. Không biết, chỉ nghe, chỉ thấy MG thôi, không thấy Roja. Đây, thích thì kiểm tra xem ở đây có Roja không này. Đấy. Không có, M4. M4 với cáp su. Số 1 trận này bắn bay thế nhở. Bay chứ đợt trước làm clip không có có ra cái clip có được 2 trận mà không có tới 1 quá buồn nguyên buổi chiều. Sao mình không có chút ký ức nào ta? 2 tháng anh, sao có được 2-3 tháng. Đã còn sự kiện sinh nhật mà. Chứ không phải một chuyện lâu nữa. Giờ biết kiếm chúa ở đâu giờ đây.
đầu sự kiện Dragon Ball ra tụt cái đây quá trời. Nó gọi nó gọi rồng đâu ta? Sao không hiện trên bản đồ nhỉ? Nó gọi cản tiếp anh nè. Cái trước mặt á. À, thằng quần què tự nhiên nó lao vào giật cả mình. Ở dưới này có con xe Melando như này cẩn thận. Không biết có người không biết. Chắc không có đâu, bởi vì có thì nó đã ra rồi. Phát healing kìa. Con xe gần nổ rồi mọi người. Ủa, con xe này cũng chạy. Thôi cứ kệ, đi tạo à, dừng đi quan cách xuân mới cũng được. Ok. Đi nè. Nó gọi ở đâu đấy? Bên trái nó nằm cỏ trên góc đồi này. Cỏ nằm cỏ. Đâu rồi? Trời đây anh đâu góc này nè. Không có gì nhầm hả? À đây. Yeah, xe máy sao lưng. Nhà kho. Nó tới luôn. Rồi. Vãi. Không được mạng nào luôn. Nó hay. Cúp bồ tới. Okay, thêm chiếc cúp okay, bồ okay, nữa. Okay. Tới chưa? Chạy gần Doraemon nè. Nãy hay mới đây, chạy anh tới đây nè. Một đầu một người. Cắt thu lên đấy kìa. Lên đây anh em ơi. Lên đi. Chạy lên trước anh. Đây mình lên trước. Kìm. Rồi xong. Ôi. Má thằng Buggy bắn một đầu hai người mà không đi. Nó dê cái con Buggy đi, mình bắn thế không trúng nhỉ? Ảo vãi. Buggy nó dê chậm nhưng mà bắn hoài không nổ thì. Vô lý thật, hậu xanh. Ok. Đây con xe này đầy máu này. Thôi đến đây tóm được xe này. Ê, xe rồi xe. Rồi thấy. Hình như nước oh shit. Ồ, chung cư có nữa. Ồ, chung cư. Cảm giác giống nó gọi mình lắm. Chung cư cao luôn. Mình đến chung cư cao nhất á. Ơi, cao nhất cũng có này. Chung cư dưới có luôn. Ui. Vãi nồi. Gọi à, chơi game gọi à. Bắn chết người kìa. Xong trong... ăn chết người kìa. Bọn nó đang công nhau. Vậy nhà dưới à. Nhà dưới nhà cao không có. Cầm sọc gan chơi. Đang cầm sọc gan. Chúng xin mình đặng cho nó đi. Ôi, lửa đâu đây? Ôi. Ai ném lửa ấy? Không biết. Nó ném rồi. Nó ném. Thằng mình tốt. Thằng phết nha. Rồi chết luôn. Chết được. Ôi. Nó đang đứng tầng dưới. Trận này đói kém quá. Thôi đi thôi. Nhanh không bọn nó bắn chết hết nhau rồi. Còn có 12 thằng nữa rồi. Ở cái bộ thánh giáp của số 1 là level mấy đấy? 6 đúng không?
ba, level 3 nè. 3 hả? 3 mà đẹp thế. À. Đáng lẽ anh lên 4 nhưng mà thôi tặng cho bà số 3 cái rồi. À. Cho delay cái này, hơi delay nhá. Trong nhà. Hai. Chắc chắn nhá. Đây bên trong phải thính nhờ. Watch out. Ngoài cái thính đỏ. Ok. Spam nhá, spam cho nó nghe thính. Gần cuối thấy nghe thính. Còn hai thính ngoài thính nữa. Nó vô chưa? Còn hàng tầng dưới. Lên cầu hang, lên cầu hang này. Chưa thấy. Chưa lên à. Hàng kia đẩy vô này. Ngoài nhà nhỏ, Rồi xong. Chẳng ai chạy ra ngoài nhỉ. Đâu. Còn ai đứng ngoài ông cam. Chị game mà đứng ngoài cam. Chết. Đứng ngoài xem có tim nào vào không, nốt không, phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ phải vào đơm nó thì mới có kill được. Chơi với những người gọi là lưỡi dài số 1 là đứng ngoài là chỉ có đói thôi. Đi đâu anh em ơi, đây làm gì còn ai nữa đâu. Let's go. Còn 9 thằng nữa anh em ạ. Cố gắng làm sao mình phải có xe này là lạ nha. À hả? Có smoke kìa. Smoke. Ok, tới luôn. Ô, nó ngoài bo. Smoke ngoài bo nha. Thế thì tôi lái xe cho. Cái xe. Còn hai tên Doraemon nữa. Cái máy Doraemon. Nóc Doraemon này. Dưới nha. Còn hàng phía sau nữa đúng không? Gạt hết đi anh em ơi. Đừng để nó lấy. Đây gạt hết rồi này. Hai team đấy nhỉ. Tới rồi. Nhà 2 tầng không nghe thấy tiếng. Ốp. Có ốp. I got supplies. Không cần. Ốp MR, đèn MR. Vẫn có tiếng chân này. Ủa? Là ní? Nghe nhầm không? Vẫn hiện tiếng chân này. Nghe đâu. Check đi. Nóc không thể có được. Điện. Không, nóc này em nãy giờ đứng đâu có. Xuất hiện cái chân lên này. Ôi. Trời ơi, nó ở đâu đây? Nó ngồi đây luôn. Nó đứng cầu thang. Nó ngồi ở đây luôn ạ. Vãi đồi, thế là không team mình không ai đi cầu thang đúng không? Toàn bay mất nhảy. Nó hiện tiếng chân nhưng mà nó không hiện foot này. Chắc nó cựa nhẹ một cái ấy. Vậy là còn một team nữa. Ừ đúng rồi. Lia team đấy được không? Đây rồi. Còn team này, team phía sau. Ui. Ồ, chết luôn rồi. Chết luôn. Vừa. Cái lúc mà mình chạy ấy, ui giời, con xe của mình nó bắn tóe đạn găm vào xe như gì luôn. Sợ vãi. Băng trước băng sau chịu đấy. May sao may sao con xe không dính. Con xe của mình nó không nổ ấy. Vậy mà không dính mình. Chứ nổ là pha đấy mình ở giữa hai team luôn đấy. Thôi mỗi người một xe đi lùa thằng cuối đi anh em. Giờ thủ làm gì nữa.
đi lùa thôi. Nó chỉ ở quanh đây thôi chứ đi đâu được. Trong nhà không có, có khi chắc cái nhà xanh chứ. Có khi nào nó ở mấy cái nhà ở dưới vô không? Chắc cái nhà xanh, vô chắc nhà xanh. Không, mình nghĩ là nó ở cái nhà mình vừa bắn nhau á. Cái nhà 2 tầng á. Ô, vãi nồi. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnhc.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Hc. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.